Hello, xin chào các bạn. Mình có một cái gốc gọi là monker rất là to. Thì mình có một cái thân này nè, nó đường kính khoảng 2 cm. Thì mình làm nó thành một cái cây tree. Nhưng mà thật sự là không phù hợp các bạn ơi. Có cái cây tree nó lên nó đứng nó khoảng 3 m giống như vậy nè. Tức là ở trên đây nè, mình có một cái thân thôi. Sau đó mình tỏa tán, mình tạo ra một cái tán tree. Nhưng mà thật sự luôn là nó cao chồng ngồng như vậy nè các bạn nè. Nhìn nó rất là kỳ. Nói chung là nó kỳ lắm các bạn ạ. Nên mon mình đã dở trong cái việc mà tạo ra một cái cây tree mon rồi. Và thực sự luôn là cái cây tree này nó rất là đẹp. Vì thế là mình mới làm tree. Nhưng mà các bạn để ý á, cứ càng lên thì sao? Nó cứ dọc dọc nó đứng lên cao giống như vậy á. Thì nhìn thì nó rất là ngầu, nhưng mà thực sự để nói về cái sự phù hợp và sự đẹp thì nó không phù hợp lắm. Mà các bạn để ý á, cái cách mà mình làm một cái cây mon mà nó ra từng này mầm nè, thì nó cực kỳ, nó đây thực ra nó có một cây thôi, nhưng mà các bạn thấy là đối với cái cây này mình làm ra khoảng tầm 100 cành đó, là bình thường. 100 cành là bình thường nha, chứ không phải là mình nói là 100 bông, mà mình nói là 100 cành là bình thường. Như ở bên này thì chúng ta thấy ở đây sơ sơ mình đếm là phải 10 mấy cành rồi, được chưa? Ở bên này cũng sơ sơ cũng cả chục, bên này thì cũng cả mớ nè, thấy chưa? Cái cách mà chúng ta để mà tạo ra được những cái cây mon chất lượng thực sự luôn là nó cực kỳ dễ. Bởi vì mon là một trong những cái loài rất là khỏe mạnh và phát triển cực kỳ tốt ở Việt Nam. Đấy, các bạn nhìn thấy cái cây tree này không? Nhìn nó rất là tếu luôn. Và đây là một cái bí mật, là trong một cái khoảng thời gian mình trồng mon thì nó ra được một cái cây, nó gọi là cái cây mon đó, màu trắng, gọi là mon đột biến đó. Và cái này thì mình đã quan sát được khoảng rất là lâu rồi. Quan sát rất là lâu rồi, và khi nào nó ra màu trắng hết thì có đúng một cây thôi. Mình trồng cả mấy trăm cây á, nhưng mà nó ra được đúng một cây thôi. Đây, cái hoa mon trắng này các bạn, nó không có ra màu hồng mà nó ra màu trắng. Các bạn để ý cái lá mon này, thấy chưa? Thì mình có đúng cái cây này à. Thì mình cũng đang gọi là nhân giống ra, tại vì cái cây mon á nó cực kỳ khỏe. Và đối với một cái cây mon trắng giống như vậy nè, các bạn sẽ thấy là cái này mình quay lâu lắm rồi, mình đã giới thiệu rất là lâu về cái cây mon này rồi, và mình khẳng định luôn là chắc chắn khi nếu mà mình nhân giống ra nó sẽ màu trắng, tại vì mình đã có giống của cái cây này rồi. Bên cạnh đó thì các bạn quan sát thêm một tí xíu nữa về cái cây tree này. Thì mon không thích hợp để làm tree cao giống như vậy. Lúc này thoát thân ở đây khoảng 1m3, nhưng mà lên trên đó thì các bạn thấy nó đứng lên, thì làm sao mà làm tree đẹp được. Cây này thì chỉ làm một cái cây rất là ngầu thôi, thì cool ngầu thì ok, còn để mà làm tree thì không phù hợp một tí nào hết. Đấy à, đây là một cái chia sẻ. Bạn nào mà muốn làm tree mon thì cứ làm thử như vậy đi. Chúng ta có một cái cây nó khá độc đáo thôi, chứ còn kêu mà để mà đẹp thì đối với mình nó không có phù hợp lắm. Đó, mon thì nó xum xê ở dưới lên giống như vậy thì ok, chứ còn để làm tree mà ra cái đống này thì phải suy nghĩ lại. Đây là cái mon trắng, có đúng một cây thôi các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.